Kết quả sơ bộ bầu cử tại Hà Lan cho thấy đảng tự do cực hữu của ông Geert Wilders đã giành chiến thắng với cách biệt đáng kể so với các đảng khác. Theo đó, đảng tự do cực hữu giành được 35 trong tổng số 150 ghế Hạ viện, nhiều hơn 10 ghế so với đảng tiếp theo là Liên minh Đảng Lao động, Đảng Xanh. Cách biệt này lớn hơn nhiều so với các dự đoán ban đầu và khó có thể thay đổi kết quả cuối cùng, dự kiến công bố trong hôm nay theo giờ địa phương. Lãnh đạo đảng tự do cực hữu, ông Geert Wilders, người có biệt danh là Donald Trump của Hà Lan, sẽ có các cuộc họp để thành lập liên minh cầm quyền mới. Bản thân tôi cũng bất ngờ, nhưng hài lòng với kết quả này. Người dân kỳ vọng vào chính sách của chúng tôi, trong đó có việc siết chặt vấn đề nhập cư và các giải pháp hỗ trợ kinh tế cho người dân. Hồi tháng 7 vừa qua, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mark Rutte tuyên bố từ chức, chấm dứt nhiệm kỳ kéo dài 13 năm do những bất đồng về vấn đề người di cư. Theo kế hoạch, ông Rutte tiếp tục điều hành đất nước cho đến khi liên minh cầm quyền mới được thành lập, dự kiến trong nửa đầu năm sau.